Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Có ca bệnh mắc não mô cầu, các bậc phụ huynh đổ xô đưa con đi tiêm phòng. Đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh ung thư gan và những điều cần biết. Mục cẩm nang y học kỳ này là hướng dẫn cách chăm sóc mắt cho dân văn phòng. Cuối chương trình là câu chuyện hiệu quả của câu lạc bộ không sinh con thứ ba ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Vừa qua, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên của mùa dịch mắc viêm màng mủ do vi khuẩn não mô cầu. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển lên khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân 30 tuổi này, trước khi vào viện 4 ngày, bệnh nhân bị đau họng, ho khan và 2 ngày sau thì sốt cao 39 độ C. Đau đầu và buồn nôn, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bắt đầu rối loạn ý thức nên đã được chuyển tuyến lên đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân trong tình trạng nặng, sốt cao, nôn nhiều, có nhiều chấm xuất huyết ở chân và thân mình. Đặc biệt, bệnh nhân đã có dấu hiệu của rối loạn ý thức. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu. Bệnh lây truyền theo đường hô hấp, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh nguy hiểm nhưng cũng có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine. Điều quan trọng là người bệnh cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, cách ly để tránh lây lan dịch. Tuần qua tại Hưng Yên đã ghi nhận một ca mắc não mô cầu. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng, vì thế mà lượng phụ huynh cho trẻ em đi tiêm phòng tăng mạnh. Phòng tiêm vaccine Sapo Hưng Yên mấy ngày gần đây, lượng phụ huynh đưa con đến tiêm loại vaccine này tăng đột biến. Trước đó, số trẻ được ba mẹ cho tiêm loại vaccine này rất rải rác, rất ít phụ huynh biết được tầm quan trọng của loại vaccine này cho đến khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Não mô cầu là bệnh cấp tính diễn biến rất đột ngột nên dễ chẩn đoán nhầm với những bệnh khác. Vi khuẩn gây bệnh ký sinh ở hầu họng nên quá trình tiếp xúc có thể bị lây nhiễm trực tiếp, con đường lây nhiễm là qua đường hô hấp. Biểu hiện bệnh thường gặp là sốt đột ngột, sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, lơ mơ. Khi hôn mê thì bệnh đã trở nên nặng. Hiện vaccine não mô cầu chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên phụ huynh chỉ có thể đưa trẻ đi tiêm tại các phòng tiêm chủng dịch vụ với giá khoảng 220.000 đồng một liều. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, các cơ sở y tế cần đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu kịp thời đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm, đuối nước, tai nạn thương tích tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Đồng thời, lập kế hoạch công tác chuyên môn, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử lý chậm trễ các trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đến cơ sở y tế khác. Bên cạnh đó, thực hiện trực đường dây nóng 24 trên 24 giờ để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết như diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vừa qua, câu lạc bộ thiện nguyện Nghĩa Phương và Hội người cao tuổi xã Đặc Đạo, huyện Văn Lâm kết hợp cùng trạm y tế xã đã tổ chức buổi khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 100 cụ cao tuổi ở thôn giữa xã Đặc Đạo. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được Hội người cao tuổi địa phương kết hợp cùng các cá nhân tổ chức triển khai đem lại niềm vui tới những người già neo đơn, gia đình chính sách, giúp các cụ biết cách giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Tại buổi khám, các cụ đã được các bác sĩ, lương y đo huyết áp, bắt mạch để phát hiện và điều trị một số bệnh người cao tuổi thường mắc phải như huyết áp, tim mạch, đau nhức xương khớp. Người bệnh cũng được giới thiệu nhiều bài thuốc nam từ những loại cây dễ kiếm trong vườn nhà, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, thể dục dưỡng sinh, cách uống thuốc, nhận biết về các dấu hiệu bệnh thường gặp. Kết thúc buổi khám đã có hơn 100 phần quà là các loại thuốc điều trị các bệnh phổ biến như thấp khớp, tuần hoàn não, cảm cúm, bổ mắt được trao tặng đến các cụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại tuyến y tế cơ sở, vừa qua 4 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Phù Cừ đã được trang bị máy siêu âm đen trắng. Cụ thể đó là các xã Tiên Tiến, Tam Đa, Tống Phan và Minh Tân. Các máy siêu âm này do Sở Y tế cấp cho các trạm từ cuối năm 2017 với kinh phí 80 triệu đồng một máy.
Để sử dụng máy hiệu quả, cán bộ y tế trạm được cử đi đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 3 tháng. Đến nay, các trạm đã được trang bị máy siêu âm trên địa bàn huyện Phù Cử đều đã được đưa vào sử dụng. Việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thêm những thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đã góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại trạm y tế, giúp người dân tiếp cận được với y tế hiện đại ngay tại cơ sở mà không cần phải đến bệnh viện. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tuy nhiên trường trung học cơ sở xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên lại là một trong những trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, khi nhiều năm liền tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đều đạt trên 90-100%. Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường luôn đạt gần 100%. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, trường có 248 trên 248 học sinh, tức đạt tỷ lệ 100%, đều tham gia bảo hiểm y tế và luôn là một trong những trường có tỷ lệ cao của thành phố Hưng Yên. Để đạt được kết quả khả quan này, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động phân loại danh sách các em học sinh thuộc diện khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ để tổ chức vận động đến từng lớp. Đặc biệt, trường còn có chính sách miễn phí tiền học thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Tuần qua, Đoàn Thanh tra Liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm ra quân thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động chính thức được tổ chức trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc tuyến tỉnh quản lý, các bếp ăn tập thể. Hơn một tuần kiểm tra, đoàn đã đi thanh kiểm tra gần 10 cơ sở. Không cơ sở nào bị xử lý, chỉ nhắc nhở một số loại giấy tờ còn thiếu. Điều này cho thấy các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm tại tỉnh ta đã có những tiến bộ nhất định, chấp hành khá tốt những quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ung thư gan nguy hiểm thứ 3 trong các bệnh ung thư thường gặp. Tuy nhiên, những dấu hiệu của bệnh thầm lặng và rất khó phát hiện. Người bệnh thường chủ quan, khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Sau đây, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Văn Khôi, trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm này. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, ung thư gan là một trong những bệnh ung thư rất là phổ biến và cái tỷ lệ tử vong cũng khá là cao. Vậy ung thư gan là gì và có những cái nguyên nhân nào gây ra ung thư gan ạ? Ung thư gan thì nếu như ung thư xuất phát từ tế bào gan thì ta gọi là ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Và ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát trên thế giới người ta gặp chiếm tỷ lệ khoảng 5,6-7,2% trong các bệnh ung thư. Bệnh đứng hàng thứ 5 trong các loại bệnh ung thư và tỷ lệ gây tử vong đứng hàng thứ 3. Ung thư gan nguyên phát là do cái nguyên nhân tổn thương tại tế bào gan và tế bào gan nó nhân lên gấp bội. Chính vì vậy, và để chẩn đoán sớm bệnh ung thư gan nguyên phát thì người ta phải khám sàng lọc ung thư gan. Thưa bác sĩ, vậy có những cái đối tượng nào thì có nguy cơ cao mắc ung thư gan ạ? Ung thư do viêm gan virus và chủ yếu ở là do virus B, sau đó virus C. Như ở châu Á của chúng ta, do virus B chiếm 80%. Những bệnh nhân có nguy cơ cao là viêm gan virus B, C, uống rượu bia nhiều và nhiễm độc cũng như là một số các thành phần nấm mốc. Những bệnh nhân đó là những bệnh nhân có nguy cơ gây ung thư. Vậy với những đối tượng đó phải đi sàng lọc ung thư gan. Sàng lọc ung thư gan lên sàng lọc khoảng 6 tháng một lần. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào để có thể điều trị bệnh ung thư gan ạ? Hiện nay khi đã chẩn đoán ung thư gan thì người ta sẽ có các phương pháp điều trị cho phù hợp. Nhưng điều trị ung thư gan lại tùy theo từng giai đoạn. Với những bệnh nhân mà được chẩn đoán sớm, khối u khu trú và có thể người ta cắt được gan là một phương pháp tối ưu nhất. Phẫu thuật, khi bệnh nhân có sức khỏe tốt
tùy theo kích thước khối u và chức năng gan tốt thì người ta có thể phẫu thuật được khối u, cắt bỏ khối u, loại bỏ khối u. Thứ hai là những bệnh nhân cắt gan toàn bộ và ghép gan, đấy là phương pháp phẫu thuật. Vấn đề tiếp là vấn đề điều trị bằng nội khoa, điều trị bằng tiêm cồn vào khối u để tiêu diệt khối u, đốt sóng cao tần để tiêu diệt khối u và lút mạch hóa dầu để tiêu diệt khối u. Và những trường hợp giai đoạn muộn có thể là xạ trị, hóa chất và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh. Không phẫu thuật được, không lút mạch, không đốt nhiệt được thì xạ trị, hóa chất hoặc là chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng. Nó tùy theo từng giai đoạn bệnh mà người ta có thể áp dụng các phương pháp như vậy. Vâng, cuối cùng xin bác sĩ cho một vài lời khuyên để có thể phòng tránh bệnh ung thư gan. Với những người đã mắc ung thư gan là những cái đã biểu hiện ra cho cái người bệnh nhân đã biết. Nhưng mà theo khuyên cáo, người ta khuyên rằng những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan thì lên đi khám định kỳ 6 tháng một lần. Người ta có thể sàng lọc ung thư gan bằng đến xét nghiệm để tìm cái mắc cơ ung thư alpha HP, nếu alpha HP tăng cao, hoặc là chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm, bằng chẩn đoán hình ảnh, bằng chụp cắt lớp vi tính, chụp MRI, rồi khi thấy các cái hình ảnh của khối u tưởng trong gan. Và để chẩn đoán chính xác nữa thì người ta có phải làm cái chọc lấy tế bào gan, sinh thiết tế bào gan để làm mẫu bệnh để chẩn đoán chính xác là ung thư gan. Thế còn những người dân bình thường thì theo tôi thì cũng mình cũng 1-2 năm nên đi khám để mình sàng lọc ung thư gan. Rất cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất hữu ích vừa rồi ạ. Vâng. Mắt là nơi tiếp nhận ánh sáng đầu tiên ngay từ khi thức dậy và hoạt động liên tục khi bạn đi đường, giao tiếp, đọc sách báo hay làm việc. Sau 8 tiếng nơi công sở, tất cả các bộ phận của cơ thể đều có thể được nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn phải điều tiết ngay cả khi bạn xem TV hoặc ngồi thư giãn buổi tối. Trong mục Cẩm nang y học hôm nay, bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên sẽ hướng dẫn cách chăm sóc mắt đối với những người làm việc văn phòng. Thiết bị điện tử rất là nhiều, thì dân văn phòng của mình thường hay bị những cái bệnh về mắt như mỏi mắt, đau nhức mắt và khô mắt. Lượng bệnh nhân khám mắt do dân văn phòng khám thì tăng đáng kể so với ngày trước. Chăm sóc mắt rất là quan trọng, đặc biệt là đối với dân văn phòng. Mình nên chú ý những cái biện pháp như sau. Về chế độ bảo vệ mắt thì khi có những người thì cần thiết thì phải ngồi máy tính nhiều quá thì người ta có thể bảo vệ bằng kính, bảo vệ riêng đối với dân văn phòng, và tập luyện mắt và chế độ ăn uống. Nếu mà trong những trường hợp đã bị khô mắt rồi thì nên sử dụng nước mắt nhân tạo để điều trị khô mắt. Chế độ tập luyện mắt thì khi mình ngồi máy tính thì mình nên chú ý khoảng cách giữa mình với máy tính thì nên cách xa khoảng từ 50 đến 50cm trở ra. Khi mà mình ngồi máy tính thì mình chú ý là mắt của mình bao giờ cũng cao hơn so với tầm nhìn với máy tính, và làm việc theo quy tắc 20-20-20, có nghĩa là làm việc với máy tính 20 phút, nghỉ giải lao 20 giây, nhìn ra xa 20 feet. Và mình chú ý là khi mình nghỉ giải lao 20 giây đấy, mình có thể nhắm mắt hoặc thư giãn mắt hoặc nhìn ra xa 20 feet đấy. Chế độ dinh dưỡng, vì làm việc máy tính nhiều thì nó thường xuyên mỏi mắt, mắt đau nhức, khó chịu và khô mắt. Thì chế độ dinh dưỡng mình cần bổ sung các cái thức ăn giàu vitamin A, E, C và các vitamin nhóm B để kích thích dây thần kinh thị giác và phòng ngừa các bệnh về khô mắt. Đặc biệt là khi có những dấu hiệu bệnh lý gì về mắt thì phải
đến khám trực tiếp bác sĩ để biết rõ hơn cụ thể bệnh lý nó là cái gì. Thường là mắt của mình thì những cái da ở vùng mắt nó rất là lỏng lẻo, mi dây chằng nó rất là lỏng lẻo. Nhưng khi mình mắt mình mỏi thì mình có thể nhắm mắt lại và massage ở bọng trên mắt và vùng dưới mắt. Mình có thể massage nhẹ nhàng để mắt của mình được nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái. Ngoài ra còn tránh được những cái nếp nhăn vùng mắt. Thì mình không nên xoa đi xoa lại, day đi day lại, mà xoa theo một chiều phía bọng dưới mắt từ trong ra ngoài, còn phía bọng trên mắt thì cũng từ trong ra ngoài như thế này. Và khi day, khi xoa massage thì mình sẽ dùng hai ngón tay trỏ ấn vào hai cái hõm hõm ở trên mắt này, ở đây nó có hai cái huyệt, và ấn ở góc trong mắt, ở dọc phía cánh mũi này. Đây nó cũng có hai cái huyệt để tránh mắt không bị mỏi nhức. Thì ngoài mắt không bị mỏi nhức thì còn giúp cho những cái da vùng đấy không bị hạn chế được nếp nhăn. Nhằm đưa chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, những năm qua, tại các địa phương đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình truyền thông có hiệu quả, trong đó có mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ là một ví dụ. Câu lạc bộ không sinh con thứ ba của xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ được thành lập từ năm 2014 với trên 20 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. Dù rất bận rộn nhưng các thành viên câu lạc bộ đều có mặt đông đủ. Tại buổi sinh hoạt, chị em trong câu lạc bộ được phổ biến những chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình mới, những lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, chia sẻ cách nuôi con, dạy con ngoan, thực hiện ký cam kết không sinh thêm con thứ ba. Cũng tại buổi sinh hoạt, một số chị em cũng tâm sự một số khó khăn vướng mắc trong chuyện gia đình của mình để được các thành viên còn lại tư vấn, chia sẻ giúp đỡ. Các hội viên rất hào hứng đưa ra ý kiến để buổi sinh hoạt thêm phần ý nghĩa và đúng trọng tâm. Những đối tượng được vận động vào câu lạc bộ đều là chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các vợ chồng đã sinh hai con gái. Để câu lạc bộ duy trì hoạt động tốt, ngoài các nội dung tuyên truyền trong buổi sinh hoạt, câu lạc bộ còn lồng ghép tuyên truyền vào những buổi họp của thôn, buổi sinh hoạt của các đoàn thể thôn để chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thực sự đến được với mọi người dân. Đặc biệt, bên cạnh việc sinh hoạt chung, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn dành thời gian đi đến từng nhà, từng ngõ để thực hiện tư vấn, động viên các gia đình thực hiện tốt các chính sách dân số. Đặc biệt là đến những hộ gia đình sinh con một bề là gái, tuyên truyền về việc chỉ nên dừng lại ở hai con để nuôi dạy con cho tốt. Chị Đào Thị Tâm, một thành viên câu lạc bộ cho biết, những năm trước chị định sinh thêm con thứ ba khi đã có hai con gái. Tuy nhiên, được các chị em động viên giải thích nên đã quyết định không sinh thêm con thứ ba. Tham gia vào câu lạc bộ này thì là hai vợ chồng có bàn bạc, con nào cũng là con, không sinh con thứ ba và để nuôi hai đứa cháu gái để cho nó ăn học thành đạt nên người, thì sau này thì mình cũng không khổ và con cũng không khổ. Bây giờ hai cháu đã lớn rồi, đều ngoan cả. Để việc truyền thông được hiệu quả hơn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn tích cực đến các hộ gia đình là các cặp vợ chồng trẻ mới sinh bé là con một bề để truyền thông sớm. Cùng hội viên đó làm công tác tư tưởng cho các thành viên còn lại trong gia đình để tránh gây áp lực lên người phụ nữ. Mặc dù mới đi vào hoạt động được 4 năm, nhưng hiệu quả của câu lạc bộ đã góp phần không nhỏ vào công tác dân số của địa phương. Nhiều năm qua, xã Thiện Phiến luôn nằm trong top những xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức thấp là 118 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ sinh con thứ ba là 11,5%, thấp hơn mức trung bình của toàn tỉnh. Tuy nhiên, hội vẫn còn gặp một số khó khăn như toàn xã có 1.400 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, gần 40 cặp vợ chồng sinh con một bề là gái. Tuy nhiên, câu lạc bộ mới chỉ vận động được 4 hội viên sinh con một bề là gái tham gia hội. Cái khó chung của câu lạc bộ là nhiều gia đình có điều kiện, ngoài quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường, thì nặng nề hơn họ quan niệm đông con nhiều cháu cho vui cửa vui nhà. Trong thì thời gian tới thì tôi cũng luôn là câu lạc bộ kết hợp chặt chẽ, phối hợp với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và với Ban dân số kế hoạch gia đình cùng với trạm để tuyên truyền vận động các chị em chăm lo về sức khỏe sinh sản và động viên chị em là không nên sinh con thứ ba, và cũng luôn kết hợp với lại trạm y tế xã chăm sóc sức khỏe
khám định kỳ cho chị em. Những cái trường hợp mà chị em mà gặp những khó khăn đấy thì chúng tôi trực tiếp là sẽ đến gặp bố mẹ và chồng, tuyên truyền và vận động cho gia đình sinh đẻ có kế hoạch, dù trai dù gái chúng ta quý như nhau, không phân biệt trai gái. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.